là một trong những hoạt động nhằm nâng cao tinh thần hăng hái trong lao động và thúc đẩy năng suất sản xuất. Chiều ngày 18 tháng 6 năm 2024, công đoàn đã tổ chức khen thưởng cho 10 tập thể và 20 cá nhân có những đóng góp to lớn vào thực hiện và hoàn thành dự án Jawa Ninh Brasubat và Jawa Pepin với mức khen thưởng là 2 triệu đồng trên một tập thể và 300.000 đồng trên một cá nhân. Tham dự buổi khen thưởng, Giám đốc Khối Quản lý Na Sung Yon cảm ơn những nỗ lực và cố gắng của các thành viên. Họ là những người vất vả nhất, đổ nhiều mồ hôi và cùng với đội design tận tâm hoàn thành dự án. Ông hy vọng rằng các nhân viên sẽ tiếp tục giữ vững nhiệt huyết cùng với toàn thể công ty hoàn thành tốt các dự án tiếp theo với tinh thần One Team Busan. 10 tập thể được khen thưởng gồm có Process Machine Production 1 thuộc nhà máy Structure, Process Section Making Cutting, Production 2 Section Part 7 thuộc nhà máy Polar, Production 1 Fabrication 3, Production 2 Fabrication 4 thuộc nhà máy Water, Baking Production Part, Material Management Part thuộc PS và QC Production thuộc QC NDE. 20 cá nhân được khen thưởng gồm có Trần Văn Hải, Hồ Duy, Phạm Tấn Duy, Nguyễn Ngọc Sở thuộc nhà máy Structure, Trần Tông Thanh, Nguyễn Vũ Thiều, Đinh Tấn Vinh thuộc nhà máy Boiler, Võ Văn Hiệp, Lê Văn Mai, Nguyễn Thanh Tấn thuộc Water, Hồ Kim Chi, Nguyễn Trung Quân, Nguyễn Quốc Bảo thuộc BS Ericsson, Võ Công Điệp, Đinh Phước Thảo, Quality, Phạm Văn Tính, Lê Trung Kiên, Design, Huỳnh Thị Linh, PM, Phạm Văn Ngà, EHS và Trương Hoàng Nương, Procurement.